Đây là con voi quay đầu này, bị phạt ít đây. Quay cảnh con voi quay đầu. 99 con quay về chủ hương, riêng con này quay đầu ra ngoài, đuôi nó phạt lại. Quay về chủ hương này. Ông voi ông thường này mới bị phạt. Mọi người nhìn xem, 99 con quay đầu về nhà chủ hương. Duy nhất của con bắt đầu là hè hè cái đầu nó ra này. Đấy, nhìn thấy đầu ấy, đầu này, đuôi nó bị phạt được kìa. Đây là con voi quay đầu chồng đi thấy chùa Hương cho nên bị phạt một đít. Trời thấy à, thấy lấy toàn cảnh con voi chồng quay đầu rồi đấy. Đấy, tới nơi rồi nhanh nhỉ, cái bóng cây cái đầu nó này, cái đầu nó này đấy, tiếp giáp của cái đầu con voi được quay về đường lại đây này, hai đầu con voi đâm đấu đầu vào nhau này. Đấy, và đây là cái con voi quay đầu này đi. Đấy, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Đấy, đây là con voi duy nhất trong 9400 con. Duy nhất trong 100 con là vậy. Quay đầu ngược về hướng chùa Hương cho nên là bị phạt cắt mất một đoạn mông. Ở trong kia. Đây đúng thật, nó dựng đúng hết nhỉ? Này đấy, đấy cái đoạn mông mới cắt nha, bắt đầu nhìn này này này, cái đầu nó quay ngược lại này, đấy thấy chưa, đấy nó mắt vòi sang cái dây bên kia, sang cái hành kia, đấy nó quay ngược lại cho nên là mông nó bị cắt một đoạn, à, cái vách lá kia là cái cắt đấy. Còn mọi người nhìn xem, nhìn chắc cái dây cuối bên này, uống xong một đoạn cũng không thể ăn được gì, đấy. Tất cả các con voi đều quay đầu quay mặt về chỗ Hương, duy nhất con này nó quay ngược lại thôi. 15 tháng thì bao nhiêu chị? 30 tháng, 45 tháng. Đây là cái mông con voi bị chặt, đây, cái vách đá nhặn thịt, đây cái lưng nó bắt đầu lên cái đầu nó, đây cái đầu nó quay ngược lại đây, giống luôn con này giống nhất, con này là giống nhất, đây, đối diện đây là một con đang quay đầu về chùa Hương. Hai con đang đấu vòi với nhau. Mọi người nhìn đã thấy rõ chưa? Rõ chưa? Đấy, hiện nay con vòi này quay đầu về thứ nhất là con đấy là quay được lại thôi. Đây cái đít nó bị phạt đây. Cái lá
phải quay bằng được cái đi. Cắt cái mông. Đã chuẩn bị đến nơi rồi. Xa xa kia là hàng quá. Anh Hùng quay trực tiếp này liệu có ai xem không? Không, anh quay về 10 phút. Quay này lét hơn đúng không? Quay trực tiếp là nhưng mà nét nhỉ. Rõ. Về mở YouTube ra. Chứa lương mà nó sẽ có YouTube dùng xong rồi cái gì nữa để mở cái xe đi sửa xe. Em phốt bên đấy mà, em làm cái xe phốt bên đấy. Phải bật lên xem thôi. Đây là ví dụ như mình cảnh chùa Hương 2019 đúng không? Để cho nhớ là năm 2019 mình đi đây. Ai có mặt trong này hết rồi. Cứ tưởng mưa nhưng mà không mưa đâu. Đẹp quá rồi, quá đẹp. Trời này là đẹp. Ừ, mình cứ phòng sao. Sợ mưa. Mẹ nó chứ mình phòng thân. Mình phòng